đánh mình thật đấy. Ông anh tao đang nổi thi hứng đấy. Trông có giống Tô Đông Pha bên suối Đàn Khê không? Phải nói là giống tôi hiểu trước lầu Hoàng Hạc mới đúng. Tôi định làm một bài hoài cổ, nhưng mới được có 4 câu thì đã hết tướng. Mong Bắc Cung và các chú tiếp hộ. Dạ thưa, 4 câu của huynh trưởng như thế nào ạ? Cáo trắng, châu vàng, chuyện có không. Đêm trăng bao độ, rước thuyền rồng. Nào khu yếm sống, hàng quan thị. Đầu chỗ ca trèo, bóng gái cung. Dạ thưa, hay thì hay rồi ạ. Nhưng mà câu thứ 3 nghe ra thì chua chát lắm. Dạ thưa huynh, thế ý tứ của 4 câu thơ là thế nào ạ? Đây là bài Tây Hồ tự hoài cổ, nhưng chưa làm tròn. Dạ thưa, tại sao lại có từ yếm sống trong bài thơ này ạ? Ngày xưa, khi họ Trịnh còn thịnh, Hồ Tây là nơi hưởng lạc của nhà chúa. Giống như vườn Phù Dung của vua Đường Minh Hoàng, như Di Hòa Viên của Từ Hy Thái Hậu bên Tàu. Mỗi tháng nhà chúa ra hồ chơi vài lần, các anh quan thị phải mặc yếm, mang sống, chít khăn mỏ quả, giả làm con gái trầu trực ở ven hồ. Có phải thế không hả Bác Cung? Các cụ nhà tôi kể lại rằng thường vào cuối canh ba, nhà chúa rời phủ ra hồ, ngài ngự trên một chiếc thuyền rồng lớn. Có rất nhiều thuyền của các quan thị theo hầu. Trên thuyền có nhiều cung nữ và đồ chè chén. Thuyền ra đến giữa hồ thì nhà chúa bắt đầu uống rượu, và các cung nữ thì đàn hát rất lả lơi. Người nào muốn dùng thứ gì thì chèo thuyền vào sát bờ, lên các quán của các quan thị mà mua. Hai bên bờ tha hồ bỡn cợt, chớt nhà, hát vè, hát ví, nắm tay đưa mắt, cứ như trai gái nhà quê chim nhau vậy. Có như thế nhà chúa mới thích. Câu thứ 3 của bác cả tuy là chua chát, nhưng cũng diễn tả được cái ý lạ. Cái trí nhớ của bác Cung thật đáng khâm phục. Thế nào, chú và bác đã nghĩ ra câu tiếp theo hay chưa? Tôi vừa mới nghĩ ra câu này, hai bác xem có lọn nghĩa không nhé. Xào xạc đầu vời sen rạc lá, phất phơ cuối bãi sẩy phơi bông. Hay, không những rất hay mà rất hợp cảnh. Các chú xem kìa, đúng là xào xạc đầu vời sen rạc lá, phất phơ cuối bãi sẩy phơi bông. Chú Tư thử nghĩ nó xem sao. Lâu đài Lê Trịnh tìm đâu ta, bàng lạng rêu xanh bóng ác hồng. Tuyệt, tuyệt. Rất trọn nghĩa, đúng là một bài hoài cổ. Thực ra hoàn cảnh là do con người tạo nên. Cái thú ăn chơi của nhà chúa cũng đáng gọi là nam thiên đệ nhất sự. Nhưng mà là cái sự trác táng phù hoa. Không có thế thì bài Tây Hồ tự hoài cổ hôm nay cũng mất đi cái thú yên hoa. Cáo trắng châu vàng chuyện có không, đêm trăng bao độ rước thuyền rồng. Nào khu yếm sống hàng quan thị, đâu chỗ ca trèo bóng gái cung. Xào xạc đầu vời sen rạc lá, phất phơ cuối bãi sẩy phơi bông. Lâu đài Lê Trịnh tìm đâu ta, bảng lạc rêu xanh bóng ác hồng.
Thưa các ngài, các ngài ở cả đây ư? Tôi tìm các ngài cả buổi trưa nay. Thưa ngài, ngài tìm anh em chúng tôi gấp vậy, chắc có việc gì chỉ giáo. Các ngài có ai quen cụ Hoàng Doãn Đạt không? Thưa ngài, có phải cụ Hoàng Doãn Đạt giáo thụ phủ Kinh Môn mới được cử làm phúc khảo không ạ? Dạ đúng đúng ạ. Cậu hỏi chúng tôi về quan phúc khảo là có ý gì? Vì nếu các ngài đấy quen biết cụ Hoàng Doãn Đạt thì cũng là một sự may mắn. Sao hôm nay cậu cứ vòng vo ấp úng mãi thế? Cụ giáo thụ Hoàng Doãn Đạt thì giúp được những gì? Đúng là phúc đức nếu như các ngài đây có quen biết với cụ Hoàng Doãn Đạt. Vậy có gì cậu nói luôn ra đi. Thưa ngài, chúng tôi không dám giấu, gia đình tôi có quan hệ mật thiết với cụ giáo thụ. Bởi vì cụ giáo thụ là học trò của thầy tôi xưa. Ngài hỏi vậy có việc gì chăng ạ? Thế thì may mắn quá, chỉ chiều nay thôi các ngài sẽ biết được ngài Vân Hạc sẽ đỗ thủ khoa. Ôi, chỉ chiều nay thôi ạ. Thế có tin ấy chăng? Vâng, thưa các ngài, tôi nghe từ thầy tôi rằng cụ giáo thụ ở trong trường bị bệnh nặng lắm, mới cáo ra lúc trưa, bây giờ còn đang ở trọ nhà người quen ở phố Cửa Nam. Tôi nghe ý thầy tôi, cụ biết rõ chuyện ở trong trường vì đã có chỉ dụ của triều đình ra sáng nay. Các ngài cứ đến chơi, chắc cụ chẳng giấu. Tội nghiệp bác giáo quá. Thưa ngài, nếu đúng như ngài nói thì nhà quen ở Cửa Nam chắc là bác Bảng ở Yên Cát. Bác Bảng cũng là học trò của thầy tôi. Ôi, thế thì công việc khá thuận lợi. Chỉ vì việc đó mà tôi đi tìm các ngài cả buổi trưa nay. Thôi, các ngài đi gặp cụ giáo thụ cho sớm sủa. Tôi xin cáo từ ạ. Xin bái biệt ạ. Chào dạ, cung chào ngài. Bác giáo Kinh Môn mấy năm nay đau ốm luôn, chắc vào trường khổ lắm nên mới ngã bệnh. Anh em mình phải đến ngay xem bác giáo có sai bảo gì không. Giờ thì chú Hồng, chú Bằng cùng đi với tôi, còn bác Cung, chú Phượng, chú Tư thì về nhà trọ. Phần vì chú Phượng đã mệt, phần vì nhỡ bên Vân Trình cho người ra mỏng tin tức. Vâng, xin nghe lời đại huynh. Xin nghe lời đại huynh ạ. Ừ đi. Chẳng còn trời đất nào cả, chẳng còn đạo lý nào nữa. Đấy, đi từ từ, đi từ từ thôi. Tiếp tục, tiếp tục. Vào. Tao bảo mày đi đón rước các quan. Sao mày vẫn ở đây? Ra, bẩm ông tha cho con. Con đi ngay đây ạ. Đi mà. Này, dạ. Mở tủ lấy bộ đồ nhà Thanh ra đây. Hôm nay là ngày trọng đại, bảo mãi là vẫn còn quên. Dạ vâng ạ. Nhanh lên. Ôi, cái thằng bán thương nghỉ địa kia, mày thái nhồng thế à? Dạ ông ơi, con xin ông ạ. Con xin ông ạ. Ông tha cho nó ông ơi. Đổ vỡ là điểm lành, kiểu gì ngài Vân Hạc cũng đỗ cao. Thôi ông ơi, con xin ông ạ. Mày không dọn sạch, chết đòn đâu. Dạ vâng ạ. Mù, không biết là cái gì mù thế không biết. Lên đây lên. Cụ giáo ơi. À, chào bác. Chúng tôi biết có cụ giáo thụ Kinh Môn vừa ra đây. Bác cho chúng tôi vào bái kiến cụ giáo. Dạ, cụ giáo thụ không có ở đây à? Chú ơi, chỉ vì tình nghĩa chúng tôi đến thăm cụ chứ không dám làm phiền ạ. Chúng tôi là sĩ tử tỉnh Đông, đồng hương của cụ giáo, chỉ đến hỏi thăm sức khỏe cụ chứ không nhắc
gì đến chuyện trường ốc đâu ạ. Lùi ra nào, lùi ra. Thôi chứ không dám làm phiền. Các thầy đi tìm chỗ khác. Quả thật không có thầy giáo thụ ở đây. Các thầy ồn ào quá. Mở cửa ra. Mở ra. Mở cửa ra. Tên sơ khảo tâm đen. Sơ khảo tâm đen là thằng nào? Là thằng sơ khảo tâm đen. Ông hả? Sao người ta đang thi ông hả? Còn có coi phép nước ra gì nữa không? Chết chứ gì nè. Đúng rồi, sợ cái gì sợ. Mở ra, mở ra, mở cửa ra. Mở cửa ra, mở cửa ra. Em đâu rồi? Tại sao đánh học thi của mở cửa ra tầm tập kia. Mở cửa ra không? Tập em đâu? Mở cửa ra đây ông bảo. Mở cửa ra, phá cửa đây. Mở cửa ra. Đây hẳn là những người cũng muốn biết tin tức trong trường đấy. Thôi, anh em mình tạm lánh đi một lúc, chờ thằng của hãng lại. Thưa anh, sao cái bọn Hồng Thi từ kỳ trước mà vẫn còn đến đây làm loạn thế nhỉ? Sáng nay đã ăn một trận đòn ở Văn Miếu rồi mà vẫn chưa chừa. Chắc là họ xấu hổ nên không dám về quê. Nhưng Hồng Thi mà đi làm càn như vậy thì thật đáng trách. Thôi anh em đi. Mở ra! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mở ra đây! Về đi! Mai đến tiếp! Ai đó? Dạ, chúng tôi là học trò ạ. Có phải các thầy vừa bị Hồng Thi vừa rồi lại tìm đến đây gây sự có phải không? Các thầy quá đáng lắm. Ấy chết, không phải. Chúng tôi là người nhà của cụ giáo thụ Kinh Môn. Nghe tin cụ bị mệt nặng, chúng tôi đến xin được bái kiến thăm hỏi ạ. Vâng, cụ mệt lắm, vừa thiếp đi được một lúc. Các thầy để cho khi khác. Còn bây giờ, mời các thầy về. Đừng gõ cửa, làm kinh động đến cụ giáo nữa. Nghe tin cụ bị mệt nặng nên anh em chúng tôi phải hối hả đến đây. Xin bác vào bẩm với cụ, cho anh em chúng tôi được vào bái kiến. Dạ, chứ chúng tôi không dám làm phiền đến sự tĩnh dưỡng của cụ đâu ạ. Vậy các thầy ở Kinh Môn lên hay ở Hà Nội lại? Chúng tôi ở Hà Nội ạ. Cụ giáo truyền, không tiếp ai, vì bây giờ cụ mệt lắm. Các thầy cứ để lại danh tính, khi nào ngài khỏe, tôi sẽ đi gọi. Vâng, phiền bác vào bẩm với cụ. Chúng tôi là con trai cụ Cống ở đảo Nguyên Sơn Tây. Chúng tôi chỉ muốn được vào hầu thăm bệnh cụ thôi ạ. Khi nào cụ đỡ mệt, tôi sẽ bẩm cụ. Hiện các thầy đang ở đâu? Bẩm bác thưa lại với cụ giáo thủ. Anh em chúng tôi đang trọ ở nhà ông Cả Ngọ, phường Vĩnh Sương ạ. Tôi nhớ ra rồi, các thầy cứ về đi. Bẩm, quan thủ khoa và các quan đã về đấy ạ. Chào ông chủ. Thầy đừng nói vội như vậy, mấy hôm nữa mới xướng danh cơ mà. Dạ bẩm, trưa nay tôi thấy ngài Trần Đức Chính nói cũng chỉ nội nhật chiều hôm nay là biết tin thôi ạ. Tôi tưởng có quan biết rồi chứ ạ. Cũng chưa chắc chắn lắm. Dạ. Phải đợi các anh tôi về mới biết được. À thế ạ. Thế cũng chỉ nội nhật hôm nay là biết thôi ạ. Dạ, để giữ các quan vào nhà ạ. Dạ thưa ngài, ngài đã thấy hiển linh chưa ạ? Các tản nhang khép lại y như cái lọng ấy ạ. Tôi đoán chắc năm nay ngài sẽ đỗ một cái thủ khoa của thi hương và còn đỗ được cả cái nhất giáp tiến sĩ trong các cuộc thi hội thi đình đấy ạ. Giống thật, nhà khép trông như đôi lọng, linh ứng thật. Dạ, ngài xin nước đi ạ. Dạ thưa ngài thủ khoa, ngài đã sắm sẵn áo tất chưa ạ? Đây đây, chị từ nhà tôi đã sắp sẵn áo cho quan thủ khoa rồi đây. Ôi đẹp quá, đúng là tay gái thuyền quyền, sắm cân đai cho bậc đại anh hùng ạ. Mời anh mặc ạ. Dạ mời ngài ạ. Chú đừng vội vàng như vậy. Ấy bẩm ngài, mình cứ chuẩn bị đi là vừa ạ. Đấy, ở bên kia nhà hoang thịt ý, chẳng biết nghe tin ở đâu mà bố mẹ vợ ngài Cao Đề ấy đã sắm võng lọng
tập dượt đón rước vui ơi là vui ạ. À. Chúng tôi cũng vừa đứng xem, nhưng mà thớ lợ quá, chim sẻ không thể đội lốt phượng hoàng được. Nhà hàng thịt người ta còn thế, anh Hà cứ lo lắng chần chừ làm gì, anh cứ thử áo cho chị Tư mừng. Người ta thức bao đêm để khâu cho anh đấy, anh cũng không nên phụ công chị ấy mới phải. Dạ phải đấy ạ, anh mời ngài ạ. Vừa còn như im thế này này. Đúng là ra dáng quan thủ khoa rồi. Ôi các bà chơi nữa. Dạ vâng. Đời tôi vừa hãng đấy. Ôi bà ơi, rảo rảo cái chân lên tôi còn phải về. Nhà nhiều việc lắm. Này 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 này, có phải các thầy là học trò Sơn Tây Đào Nguyên đó phải không? Dạ vâng. Các thầy có quen cụ giáo thụ kinh môn thật ư? Dạ vâng, chính chúng tôi đây. Cụ giáo thụ có truyền, các thầy cứ quay lại, cụ sẽ cho được hầu truyền. Thưa bác, cụ giáo thụ đã khỏe lại rồi ư? Bởi từ khi cụ ở trong trường ra, nhiều người đến dò hỏi, quấy quả cụ nhiều lắm. Lại có mấy anh hỏng thi, cứ đứng ngoài cổng, vừa réo vừa chửi, khiến cụ phải cẩn trọng. Nhưng mà đối với các thầy, vừa nghe tôi báo danh tính, cụ cho đi gọi lại ngay. Dạ, đội ơn bác. Đội ơn bác nhiều lắm ạ. Đội ơn dạ. Bác. Mời các thầy đi theo tôi. Dạ. 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 Đi. Chú cất cái áo này đi, đừng để anh hai anh ba nhìn thấy. Dạ thưa anh biết, thì các anh càng mừng chứ sao ạ. Dạ bẩm ngài, hàng vạn sĩ tử đổ về đây, ngài đã đánh bại tất cả, giành lấy ngôi thủ khoa, đến chúng tôi còn mừng nữa là anh em thủ túc với ngài ạ. Hay là mày không thích ngôi thủ khoa thì đem trả lại cho triều đình. Ai nhỉ? Chắc là ba ngài đã về đấy ạ. Để tôi xuống bảo thằng nhỏ biện cơm luôn để mừng ngài được nóng sốt ạ. Dạ. Anh ơi, giá mà có bố em ở đây thì ông phải trẻ ra đến 10 tuổi anh ạ. Dạ dạ dạ. Chào hai ông ạ. Hai ông về đến đây mà con cứ đợi ở bên kia ạ. Thế có việc gì mà con phải mong? Dạ, ông con đã bày biện xong cơm rượu để mời hai ngài ạ. Dạ, bẩm lễ các ngài đã về đấy ạ. Chào ông chủ. Chào ông chủ. Sao chỉ có anh hai anh ba về thôi? Mà sư huynh Hải Âu cũng không thích về nhỉ? Hay là biết tin anh Đỗ mừng quá nên về quê để báo tin luôn? Xin lỗi được hỏi hai ngài, thế ngài Hải Âu tiên sinh đi đâu mà chưa thấy về ạ? Dạ, anh tôi còn bận chút việc ạ. Thế ạ? Vâng. Chạy vào chuẩn bị cơm nước nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ê thôi. Ê, để rước hai ngài vào nhà. Để tao. Hai anh đã về ạ. Kính chào hai sư huynh. Hai bác có đến nhà cụ giáo kinh môn không? Sao lại chỉ có hai người về thế này? Còn anh cả Hải Âu không đi cùng các bác à? Anh tôi ở lại với bác giáo. Thế bệnh tình bác giáo thế nào hả anh? Bác có bị bệnh nặng lắm không? Có việc gì đâu, bác ấy chỉ ho xoàng thôi. Vì ở trong trường vừa buồn vừa khổ nên nhân việc trường đã xong, ngài cáo bệnh, xin ra ngoài trước vài ngày. Chắc cụ giáo đã nói về chuyện thi cử của các bác, ngôi thủ khoa của anh Hạc. Chúng tôi ở nhà mong các bác cứ như trẻ con khát sữa đợi mẹ vậy. Chuyện gì nữa hả các anh? Bác giáo kinh môn nói chú bà nó đúp lại, chú Hạc thì hỏng tuột, còn tôi thì tú tài đôi bạc. Trời ơi, tại sao lại hỏng tuột? Quyển thi đã đạt 4 ưu với 12 bình thì làm sao mà hỏng tuột được? Hỏng hết rồi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy? Không Hạc, phải như vậy. Hạc ơi, Hạc, không phải như vậy. Cái thằng Trần Đức Chính, nó dám biện chuyện nói nhảm. Cái thằng, không, anh ấy nói đúng đấy. Bác giáo nói trong trường chú Hạc chắc sẽ đỗ thủ khoa. Sáng nay trong kinh có chỉ ra mới biết là hỏng, hỏng tuột. Thế quyền của anh Hạc bị tội gì? Phạm húy hay là khiếm thị? Không, bác giáo nói quyền của chú Hạc tốt lắm, 4 ưu 12 bình, đứng trên mọi quyển. Thế thì tại sao lại hỏng tuột? Bác giáo có nói cho các bác biết chỉ dụ của triều đình ra sáng nay nói thế nào không? Thật khó hiểu, khó hiểu quá. Bác giáo kể lại rằng trong chỉ dụ của triều đình phê, chú Hạc nhà ta là kẻ đại tài, sự học còn hơn hẳn Nguyễn Chu Văn, xứng đáng được đỗ đầu khoa này. Chỉ hiểu một nỗi, chú còn quá trẻ, văn chương cũng tránh khỏi những chỗ ngông cây. Bởi thế, vậy thì triều đình đừng cho những người trẻ tuổi đi thi nữa. Sao lại bắt khổ người ta như thế? Triều đình ngại lấy đỗ cao sẽ nuôi cái chí kiêu ngạo, sau này sẽ không trở thành người đại dụng. Trời ơi, cái lý của triều đình thiên lý vạn lý, chỉ mỗi tội cái lý đúng là không có. Dạ thưa anh. Thế bác giáo còn nói gì nữa không ạ? Bác giáo bảo chỉ dụ của triều đình phê rằng nhà vua trong sự tác thành nhân tài, không muốn cho kẻ có tài đến nỗi uổng phí. Vậy khoa này cho chú hỏng tuột, rồi khoa sau sẽ cho đỗ giải nguyên. Tác thành thì có bằng giết người ta không? Tác thành, tác thành, tác người thành ba thì có. Tại sao lại có kiểu giết người không gươm đao như vậy? Thôi đành vậy, triều đình đã có chỉ dụ chắc là sẽ không sai đâu. Năm sau đã có ân khoa rồi, thôi chậm một năm cũng không đến nỗi muộn. Sang năm tôi ốm không đi thi được, triều đình có cho đỗ hay không? Còn nếu tôi chết rồi, triều đình có dựng bia giải nguyên lên mộ tôi không? Không, không. Anh Hạc này, sao đúng đây? Dạ bẩm ông, hỏng hết rồi ạ. Các quan đang khóc. Sao lại khóc? Dạ bẩm ông, ông vào mà xem, quan nào cũng khóc ạ. Cầm lên xem nhá. Dạ, dạ. Các quan đang khóc không ăn được, anh em mình càng ngấm chân răng. Dạ thưa các ngài, sự thể thế nào rồi ạ? Chú Hạc tôi hỏng tuột rồi, tôi thì đúp lại, còn anh hai tôi thì tú tài đội bảng. Sao lại có thể như thế được ạ? Thôi ông dọn cơm đi, hôm nay ông phải uống với chúng tôi một chén từ biệt, ngày mai chúng tôi về quê. Ấy, xin các ngài nán lại vài hôm để xem bạc xứng danh nữa chứ ạ. Dù sao thì hai ngài cũng đỗ tú tài cơ mà. Tú tài đỗ lại với tú tài đội bạc thì sung sướng gì mà ở lại à ông? Hai đứa đâu? Dạ, dạ. Đi vào dọn cơm nhanh lên. Dạ vâng ạ. Dạ, vâng ạ. À, ngài thủ khoa và các ngài đã về rồi đi ư? Mẹ kìa, cái thằng Trần Đức Chính, sao nó cứ ám quẻ mình thế nhỉ? Dạ, kính thưa các ngài, có mời Trần công tử vào không ạ? Anh ta cũng là người tốt, ông cứ ra mời anh ta vào uống rượu luôn thề. Thưa quan thủ khoa và các quan, nhờ có tin trong trường báo trước, may mắn tụng được cái tú tài, được đứng trên ba ông. Thầy tôi mừng lắm, thầy tôi muốn mời các quan tối nay cho thầy tôi được tiếp chuyện ạ. Ở đây không có ai là thủ khoa cả, hỏng tuột, hỏng tuột hết rồi. Ngài giấu tôi mà làm gì? Hỏng tuột, hỏng tuột hết rồi. Cậu không tin, cậu hỏi các anh tôi xem. Thế ư? Hay là ngài tả biểu kêu oan lên hoàng thượng ạ? Đỗ cũng thế, mà không đỗ thì cũng thế. Việc đích gì mà phải kêu khiến cho mệt xác. Sống là nghiêu thuấn, chết cũng chỉ là nắm xương khô. Sống là kiệt trụ, chết cũng là nắm xương khô. Thôi,
em mời các bác vào trong nhà uống chén rượu cho đỡ buồn. Đời buồn như chó gặm xương khô. Đi. Dạ bẩm ông ạ, đã cho gọi họ hàng đến bác Sạp chưa ạ? Anh cứ lo cái ngõ cho tường tất. Còn phải cho người sang đảo Nguyên xem thế nào. Vâng ạ. Mời chú sời chén nước cho ấm. Vâng, xin bác. Dạ. Bác ạ, có lẽ phải xin phép bác để cho tôi ra chơi với các anh ấy, để sớm mai còn kịp có mặt trong buổi xướng danh. Không biết để thế này có kịp không, tôi sợ trời tối mất. Không, đi ngay thì chập tối tôi sẽ tới nơi thôi mà. Chú đã có lòng với cháu thì tôi nói với các bác ấy đi thuê lấy cái võng để chú đi cho nó sớm. Thôi, đừng bày vẽ thế. Tôi còn đi được mà. Chỉ cần cho tôi một người đi cùng để chuyện trò lấp độ đường thôi. Vâng, để tôi đi mời chị cả lên. Vâng. Về đấy ư? Thế thằng Tư nó đâu? Con chào đẻ ạ. Dạ thưa đẻ, chú Tư chú ấy về với Vân Trình luôn rồi ạ. Dạ thưa, mai chú Tư sẽ về thăm đẻ ạ. Vâng. Các anh về rồi đấy ư? Vào đây tôi hỏi chuyện nào. Dạ vâng ạ. Sao mọi việc tốt cả chứ? Còn lại chú, tốt cả chú ạ. Thế có phải ngày mai xướng danh không? Dạ, dạ đúng vậy ạ. Thế tại sao mai xướng danh canh lại có mặt ở đây hả? Dạ thưa chú. Dạ thưa chú. Chú ba thì đúp lại tú tài. Cháu thì tú tài đội bảng. Còn em Hạc thì không gặp may ạ. Chú. Chú ơi. Chú ơi. Chú làm sao thế? Đưa ông bà. Đưa ông bà. Nhanh. Nhanh. Chú Năm. Đây. Anh Hai, đi ra lấy củ địa liền và dạ. Dầu cao dạ, nhanh lên. Vâng ạ. Con đi vào đây cho thầy nhé. Đây thưa đệ. Con giúp cho đẻ. Nào đỡ. Con lại thầy ạ. Thưa thầy, mẹ và em biết con đi đâu rồi ạ? Em con đưa mẹ con sang bên đoài mua cau. Anh Tư đã về rồi, con xuống chào anh ấy đi. Dạ, con đã biết ạ. Con xin phép thầy. Đường xa chắc mình mệt lắm. Cũng không sao, mấy hôm nay trời cũng ấm. Để tôi đi đun nước cho mình uống nhé. Tùy mình.
giờ trường mới xứng danh? Có lẽ hôm nay. Sao không ở lại mà nghe? Về sớm thế làm gì? Nhường cả cho thiên hạ rồi à? Thế khoa này có ai đỗ không? Anh Tú đỗ lại. Anh Hai đỗ tú tài. Khốn khổ. Một nhà có đến 3 người vào phúc hạnh mà không ai đỗ cử nhân. Thật đáng tức biết chừng nào. Nhưng mà thôi, các anh ấy đỗ tú tài cũng khỏi hổ công lều trống. Mai tôi phải về bên nhà để mừng cho các anh ấy. Mình có về với tôi không? Hôm ra mà xem, có cái gì hay lắm. Ở nhà để đón tiếp khách mà còn khinh võng lọng đi đâu. Chào các bà. Tôi thấy tập duyệt được mấy bữa rồi cơ mà. Các ông các bà cũng đi xem sướng danh đấy à? Chúng tôi đã được tin cậu cử mới đỗ nên lọng võng đến tận trường. Rước ông ấy về nhà để tỏ rõ cái sự kính trọng đấy ạ. Nhanh lên, vâng. Nhanh lên. Nhanh lên. Rõ thật chứ chiêu. Đúng là nòi đồ tệ. Thế mới là thói đời chứ. Kìa, ai như bác hàng xóm chúng ta. Dạ bác đấy phải không ạ? Lại ông ba cũng đi xem sướng danh đấy ạ. Sao bác phải sớm thế ạ? Lại ông bà. Cũng nhờ ân đức của tổ tông, con rể chúng tôi đã đỗ ông cử. Dạ. Chúng tôi không dám để người ngoài lo việc đón rước. Đúng thế ạ. Sợ không được nghiêm cẩn nên vợ chồng chúng tôi muốn tỏ hết tình cốt nhục. Vâng, ông làm ơn xem chúng tôi cư xử như thế đã được chưa ạ? Dạ, vâng, ông bà cư xử như thế là phải. Nhưng tôi có thấy ông cử ở trường đâu, tôi tưởng ông đã về nhà rồi. Dạ bẩm ông, anh cử nhà tôi chưa về đâu ạ. Lại ông đừng trêu chúng tôi. Chúng tôi đã biết hiện giờ ông cử đang ăn yến lộc vinh. Dạ. Của đức hoàng thượng ban cho. Dạ.
Chào ông. À, chào ông, lạy ông ạ. Chào ông ạ. Dạ, ông bà đi ạ. Sao mà chóng trở mặt thế? Vừa mấy hôm trước, khi người ta còn là học trò chân trắng, thì chửi mắng như một con chó con. Bây giờ thì coi như thần như thánh thế.